Vâng, từ đó từ đầu tiên của câu bộ Phước Hậu xin kính chào quý vị khán giả gần xa. Bắt đầu hôm nay là thứ ba, câu bộ hát với nhau là 357 và chủ nhật. Hôm nay thứ ba, Phước Hậu và Mỹ Hằng xin tặng quý vị khán giả gần xa một nhạc phẩm mang tên Mãi Tìm Nhau. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Anh đi tìm Việt Nam trọn đời.